Ngày hôm nay thì nhân dịp một trời nắng nóng thì bắt cóc được Yến Nhi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Vâng, và hôm nay Phương và Yến Nhi sẽ đi thử thức một món trà sữa. Nhưng mà trà sữa không bình thường nha, bởi vì nó sẽ rất là để quay trà sữa lò vi sống. Và để xem nó có những gì đặc biệt nha. Ủa, chung cơ chung phải trà sữa nướng hả? Lò vi sống. Nói nướng đi cho nó dân dã. Nướng là phải bỏ lên lò nướng chứ, hiểu không? Thôi đi vô, đi vô. Wow. Ở đây hình như là mình phải tự làm. Không phải tự làm mà là tự chọn những cái vị trà sữa mà mình yêu thích. Em chọn gì? Trà sữa chocolate mocha mint. Đây có nhiều quá nè, trà sữa ô long nè, sữa tươi chân trâu đường đen, trà sữa dâu tây, có gì? Trà đào nữa. Sữa tươi chân trâu đường đen, trà sữa tươi chân trâu đường đen. Ủa giờ mình lấy ly này mình uống hả ta? Ôi nó đông đá. Đông đá. Cái này là ly đông đá. Các bạn có vô uống trà sữa mà đông đá gì chưa? Mình uống trà gì vậy? Trà sữa. Ê, mày chị. Chị, em có một cái để quay clip đó chị. Cái chị này. Hai, mocha mint. Thôi các bạn ơi, hôm nay mình rất là hào hứng bởi vì sau 3 tháng vô công ty thì đây là lần đầu tiên mình được một creator mời collab đó mọi người. Không tin đúng hả? 3 tháng trời chị là người đầu tiên được mời em quay clip chung luôn á. Trời, vinh hạnh quá vậy. Ủa nhưng mà đông đá vậy sao uống ta? Trà sữa đút lò mà đút lò đi. Cái lò nè, mình có hướng dẫn làm không ta? Đút lò xong rồi mình bỏ topping. À, topping đi nè. Đi nè. Có rất là nhiều. Hoàng kim, ngọc trai, cappuccino. À. Cappu cái phần ngon rồi. Suy nghĩ. Cheese cream. Cái này là cái lớp chân cột nè đúng không? Cái là bánh giờ mình lấy. Em lấy hết luôn. 12 seconds later. Tại em thấy ngoài bảng có chữ microwave. À. Cho nên em nghĩ cái này là chắc là cái lò gì đó. Bây giờ là bỏ vô đây đúng không? Nhét luôn ly vô hả sao? Dạ, dạ đi. Bụng 30 giây. Ủa chị, em tưởng là khi mà xoay á mình phải bỏ vô một cái ly thủy tinh hay gì chứ. Đâu có bỏ vô ly nhựa được đâu. Ly nhựa bên em là ly nhựa loại chịu nhiệt. À đó, nên là bỏ vô nó an toàn. À, chịu nhiệt, an toàn, không sao hết. Mà nó đông đá vậy mà quay ít vậy nó có tan hết không chị? Dạ, do đặc trưng là su la nó đã mềm sẵn rồi. Nên là em quay ít để cho tan ra những con đá vào. Mình chỉ xoay một chút thôi. Xong rồi nó sẽ vẫn còn đá bào ở đây. Nhưng không phải bỏ đá thêm vô. Ở đây sương sương chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10. À có một chục loại topping rồi mọi người. Hai đi trà sữa mà có một chục loại topping rồi. Trời ơi, ít quá. Ở đây còn cái gì nữa nè? Nếu con không ngại tăng cân, ta vẫn có thể ban cho con tiếp một bịch phô mai. Nó không có gì trong này hết trơn á. Đây là một cái bịch phô khí. Nó không có cái gì trong này hết. Cái là cô bé nó thích tìm tòi. Cái gì ba cũng thử hết trơn. Phải tìm hiểu chứ. Cái gì ba cũng đụng vô thử hết trơn á. Bà này tò mò ghê. Bước 1, mở nắp khuấy đều, đổ vào ly, thưởng thức. Ủa sao mở nắp khuấy đều hả? Mở nắp khuấy đều là ổn không? Là nó ổn không? Lắc đều trước khi mở. Em lắc cho mình sẵn nó đã tơi rồi. À dạ. Hướng dẫn chị mang tính chất minh họa gì như Nhi đã làm sẵn rồi. Ở trên có bàn không chị? Dạ có. Lên chỉnh ngồi. Let's go.
Trời ơi, nhìn cái ly nè. Đá bào, cái này là vừa ăn trà sữa, vừa uống trà sữa vừa ăn đá bào được luôn á. Ăn không? Gì chưa bỏ gì hết nữa. Chị khát nước á chị. Không có đợi chị review em khát nước mà em muốn trước. Khoan, bỏ này vô đi. Này là cái gì quên mất bà rồi. Chân châu ngọc dry. Chân châu ngọc dry. Lắc đều trước khi uống. Lắc đều trước khi ăn. Lắc não trước khi quay. Ê. Vậy. Đêm tụi ba tao không uống ăn uống bỏ kem trộn. Cái gì vậy má? Cái này người ta là cheese from kem trộn đâu ra. Trời thiệt tình coi mấy cái livestream. Nhìn nó kem trộn không chịu. Này người ta làm cheese farm nhìn đặc. Là 2 hũ 550 đúng không? 1 hũ 250 ngàn. Trời ơi là trời. Cheese chất lượng như vậy. Trà sữa kem trộn đầu tiên Việt Nam. Nghe nó thấy ghê thiệt chứ. Trời đúng không? Nhưng mà ăn luôn á. Em còn sợ. Sợ thiệt. Cái trà sữa này nó vừa lắm luôn á. Lớp chia thì nó mặn quá hả? Gì sao? Thấy sao? Thấy kem trộn sao? Kem trộn hơi mặn. Kem trộn không làm trắng da đâu, tẩy não. Cái này phô mai tươi nè. Phô mai tao phải như vậy, nhìn như cái hũ kem trộn. Cái này nó như cái rau câu vậy á. Ăn thử coi. Cái này nó vừa hơn à. Nó không có bị béo quá. Mà lại rất là thơm nữa. Em hối hận khi em bỏ cái kem trộn vô đi trà sữa thì ghê. Cái trà sữa đang ngọt thanh vậy đó, bỏ vô cái mặn chát. Ủa nãy em gọi trà sữa vị gì quá em tiêu rồi. Microwave. Là cái tên của tiệm luôn đúng không? Đúng rồi. Ngon không? Hơi bị ngon. Của chị ngọt quá à. Em cho chót cô lệch hả? Ờ, chocolate. Xong mình đổ một đống cheese fan lên rồi chua nó ngọt ngay luôn á. Ủa nó không có topping gì trong này hết ngoài mấy cái hộp bánh thì thôi à. Ừ, mình có thể bỏ topping nếu mình thích. Mấy cái trà sữa, mấy cái mà đồ uống này dễ pha mà. Giờ mình bỏ thêm cái này đi. Bà ăn kem trộn mà không ngán hả bà nội? Tôi bỏ kem trộn mà tôi thấy muốn trộn luôn cái ly tôi bỏ rồi đó. Chính ra nãy nhỏ em bỏ có nửa hộp à. Nãy chị bỏ hết nguyên hộp luôn á. Ám ảnh. Cái hạt dâu này ngon quá nè. Thử coi. Ngọt quá à. Một sự kết hợp có hại cho bao tử. What? Phải. Miếng kem trộn nữa. Còn gì nữa không ta? Cái này lấy vô. Cái này lấy vô rồi. Cái này nè, lấy vô. Ừ, rồi. Trời mẹ. Chị là chị bao em ăn thôi nha chị. Chị không bao thuốc đâu nha em. Thôi. Mặn là mặn cái này nè đúng không? Mặn cái cheese fan này. Cho nên mấy bạn nào mà kiểu ăn á, cái này thì lấy một chút thôi nha, đừng lấy hết hũ. Mặn lắm. Nha các bạn, có cái gu giống mình, thích ăn đồ ngọt thì đừng có thử cái vị kem trộn này, đừng thử phô mai vị kem trộn này. Làm ơn làm phước, nó không muốn bỏ luôn nguyên ly trà sữa như mình. Một ly trà sữa rất ngon cho đến khi mình bỏ nó vô nó mặn chát. Nó rất là lãng nhát luôn á. Đối với em đây là con ghẻ trong cái đống con ruột này. Nào ngon nhất? Kim châu này với lại cái phô mai tươi này nè. Ăn rất là vừa mà nó không bị ngán chứ nó không phải nó béo ngậy đâu. Dầu cũng ngon, mình ngon bá cháy luôn. Anh nói đi. Quán mình còn gì để chơi nữa không ta? Hay mình thử mình uống thôi, xong mình không trả tiền đi, có cái để quay liền. What the hell? Chị đi về trước nha. Chị về được với em. Ồ anh. Hôm nay là cái lần đầu, đây là cái quyết đầu tiên em, chị mời em collab chung. Đúng không? Trong công ty em collab với ai chưa? Nó không phải khoe cho chị từ đầu tiên luôn á.
chuyến này là lần đầu tiên. Không, thực ra trước đây á là em có contact với chị Vani, nhưng mà lúc đó là em chưa vô công ty. À, chị Vani kiểu về kiếp cái thủ đúng không? Đúng rồi. Contact với chị Vani cả một năm mấy rồi đó. Sau đó mới vào công ty. Sau đó mới vào công ty thì từ lúc em vào công ty chính thức tới giờ là 3 tháng, chị là người đầu tiên mà em contact luôn á. Mời đi ăn đi uống hay nên mời em? Không, thật ra trước khi mà đến chỗ này hay là sau đó thì đừng nên mời em. Sao vậy? Giỡn. Giờ thử thách. Chơi thua qua hoài à. Dạ thôi nha, không có thử thách gì ở đây hết nha. Ăn uống thôi. Với lại ba cái trò sầm sàm á, ví dụ cho người đi đường hay là chặn xe người đi đường xin tiền này, cái đó. Kêu em ra. Trời ơi, với một cái giọng rất là chợ búa, chợ cá của em thì chắc chắn mấy cái thử thách đó là rất là vui. Ok luôn. Lên phường một chùm luôn. Kế bên công ty mình có cái phường đó em. Chị đừng có trình lý lịch của em ra nha. Người có khi là em đang trong đối tượng của người ta đó. Thật ra trong cái buổi collab này là gặp được rất, không phải gặp được mà là bị gặp rất nhiều chuyện, nó mắc cười lắm. Bị gặp, chị kể luôn đi. Chị kể luôn. Đi qua hai địa điểm nha. Trước khi mà tới đây là đi qua hai địa điểm, như là đi mua đồ chơi. Cái xong mà nó không cho quay, cái đi về. Không phải đi về mà là chuyển chỗ khác, đi ăn một chỗ là rất là nhiều món cực kỳ ngon luôn, xong rồi nó đóng cửa hết, thế là phải đi qua bên đây uống trà sữa. Tội nghiệp em, có nhiều qua, món cực luôn. Qua tới bên đây rồi còn bị kem trộn nó hành thiệt. Tưởng cái này nó em bị là đem đóng tóc biên lên nè để trộn trà sữa, mà lỡ trộn cái này vô cái giờ tóc biên của em nó bị dính cái phô mai này hết trơn là mẫn chát. Đồ ăn nó đang ngon vậy giờ nó sao anh? Cho nhiều quá cái nó bị ngấy á. Dừa. này thì gắt nước. Này thì anh quay lẹ lẹ đi, em muốn uống lắm rồi. Hết cơn khái rồi đến cơn ngấy. Giờ đến cơn đấy nè. No no, cơn gì? Em mắc cái toilet luôn. Có nhiều. 2 hours later. Ôi con này đi gì lâu vậy ta? Không, mình hỏi anh chồng hết trời. Thiệt luôn á, nó kêu nó đau bụng nó đi luôn vậy á. Hay mình thử mình uống xong mình không trả tiền đi, có cái để quay nè. Chị đi về trước nha. Đi về được với em. Này là xuống dưới xem kiếm nó coi ta. Chết rồi, nhiều đồ quá. Nhi ơi. Nhi à. Đừng nựng im mạnh nha. Quên, đi tìm Nhi, quên mất. Có tiền nhỏ đâu tiêu rồi. Mình không thấy ai là không ai thấy mình.